Ngày 22 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nhóm côn đồ đập phá quán nhậu trên địa bàn, gồm Trần Công Lợi 28 tuổi, Nguyễn Văn Quý 40 tuổi, Phan Minh Ân 37 tuổi, cùng trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 10, Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận tin báo của anh Nguyễn Hữu Ân 39 tuổi, trú phường Mỹ An, rằng có nhóm côn đồ đến quán Dây Nghĩa số 145 đường Đỗ Bá, gây rối, đập phá tủ kính, bàn ghế, gây thiệt hại khoảng 25 triệu đồng. Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Công an phường Mỹ An khẩn trương điều tra, xác định danh tính nhóm côn đồ gồm 4 tên, ngoài 3 kẻ bị tạm giữ kể trên còn có Trần Kim Quý, 40 tuổi, trú quận Sơn Trà. Cơ quan điều tra một mặt tổ chức lực lượng truy bắt, một mặt vận động gia đình đưa những kẻ này ra đầu thú. Trước sự truy tìm quyết liệt của lực lượng công an, 18 giờ 30 ngày 20 tháng 10, Lợi, Ân, Nguyễn Văn Quý ra trình diện. Đến 11 giờ ngày 21 tháng 10, Trần Kim Quý cũng đầu thú. Hung khí nhóm côn đồ sử dụng đập phá quán nhậu. Nhóm côn đồ khai, chiều 19 tháng 10, sau khi dự tiệc cưới, Lợi, Ân, Văn Quý và Kim Quý tiếp tục đến quán Dây Nghĩa ăn nhậu. Khách đông, nhân viên phục vụ không kịp nên bốn người này gây sự rồi bỏ về, sau đó đến đập phá quán cho bỏ tức. Nguyễn Văn Quý có 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây mến tích. Phan Minh Ân có 1 tiền án về tội cố ý gây mến tích và Trần Kim Quý có 1 tiền án về